trong căn nhà này. Không có tài sản gì ngoài bệnh tật đang đeo bám hai cha con anh Lê Văn Minh, ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Đứa con trai Lê Văn Điều năm nay đã 25 tuổi, nhưng nặng chỉ chừng 20 kg, bị khuyết tật nặng, không đi lại được. Nhiều năm về trước, vợ anh Minh bỏ đi biệt tích để nuôi con. Anh Minh làm thuê làm mướn, kiếm miếng cơm manh áo đắp đổi qua ngày. Trớ trêu thay, nỗi bất hạnh mà người đàn ông này gặp phải không chỉ có vợ bỏ đi, con tật nguyền, mà nó tiếp tục ập xuống ngay chính bản thân mình. Bác sĩ chẩn đoán anh Minh có một khối u gan cần phải phẫu thuật, nếu không khó giữ tính mạng. Nhờ sự thương tình của bà con lối xóm, anh Minh được giúp đỡ để đi phẫu thuật khối u gan, trước mắt giữ lại được tính mạng. Hiện anh vẫn cần tiếp tục quá trình trị liệu và dùng thuốc mỗi ngày thì mới có thể kéo dài được sự sống. Ngồi trên giường bên cạnh đứa con trai tật nguyền, nhìn con ngơ ngác. Phút chốc, anh Minh lại đưa tay lau vội giọt nước mắt đang chảy ra. Đứa con trai cố gượng người đưa tay chạm vào cha. Tôi không biết em Điều có cảm nhận được cha em đang lâm cảnh tuyệt vọng.